Tập đoàn dầu khí Rosneft của Nga hôm qua đã công bố một thỏa thuận cung cấp hơn 2 triệu tấn dầu sang Ấn Độ trong năm 2020 và cho biết New Delhi có kế hoạch đầu tư vào các dự án của Nga ở Bắc Cực. Thỏa thuận được ký kết giữa Rosneft và Tập đoàn Khí đốt Ấn Độ để cung cấp dầu mỏ thông qua đảng Novorossiysk ở miền nam nước Nga. Thông báo của Rosneft cho biết giám đốc công ty này đã đến Ấn Độ ngày 5 tháng 2 để thảo luận với Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ về việc tăng nguồn cung dầu của Nga sang Ấn Độ. Hai bên cũng đã thảo luận về các dự án khí tự nhiên hóa lỏng của Nga. Phía Ấn Độ đã nhất trí giao dự án Vostok Oil ở Siberia. Thông báo nêu rõ Ấn Độ và Nga sẽ thảo luận các điều khoản cho việc Ấn Độ tham gia dự án này trong thời gian ngắn nhất. Rosneft coi dự án Vostok Oil là một cách để tăng xuất khẩu dầu trên hải trình miền Bắc lên khoảng 80 triệu tấn vào năm 2024, theo chỉ thị của Tổng thống Vladimir Putin.